Hello các bạn thân mến của em. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Thứ tư, đúng rồi. Ngày thứ tư là ngày giữa tuần rồi của tuần rồi. Thì sao theo thông lệ là những ngày mà những người mà người ta đi làm hãng lúc trước đó thì người ta thấy cái ngày thứ tư là người ta gọi là the hump day, cái ngày mà chính giữa giữa đầu tuần và giữa cuối tuần. Thì sau ngày thứ tư thì họ còn 2 ngày nữa là họ được nghỉ làm. Thì em mong một ngày thứ tư các bạn và quý vị khán giả ở bên Mỹ có một ngày thật là tràn tràn ấm, và nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cái con vi khuẩn bây giờ nó càng ngày nó càng tăng chứ không phải là nó ngưng nữa, thì phải nhớ cái điều đó là mình phải giữ gìn cho đôi tay của mình lúc nào cũng phải rửa tay cho sạch sẽ, đừng có đụng vô mắt miệng và mũi, và ra đường thì phải có khẩu trang, nhớ đeo bao tay luôn nha. Thì em thì hôm nay em cũng khỏe, cho em uống tí xíu cà phê. Thì hiện tại bây giờ đó là tổng cộng nói chung hôm nay đó cũng có rất là nhiều tin vui. Thì em báo cho các bạn biết về cái con số của ca nhiễm của thế giới và nước Mỹ trước nhé. Hiện nay bây giờ cả thế giới luôn là có khoảng 4.381.000 người đã bị nhiễm nha các bạn, và có khoảng 294.000 người đã bị mất vì COVID này. Và hôm nay cái số lượng của hồi phục đó đã tăng lên là 1.625.000 người đã được hồi phục. Thì cái đó là một cái chuyện rất là tốt nhé. Cái đó của thế giới. Còn bây giờ là em nói riêng về nước Mỹ. Hiện nay, nước Mỹ có khoảng 1.412.000 người đã bị nhiễm. Và ngày hôm nay đã tăng thêm 4.000 ca mới nữa. Thì cái đó là mỗi ngày tăng như vậy đó là coi như là một cái con số nó tăng đó. Phải nói là hình như là tuy rằng nó tăng cao nhưng mà số tăng nó vẫn thấp hơn là lúc đầu mà người ta mới lúc một hai tháng trước một ngày tăng tới mấy chục ngàn lần, còn bây giờ mình thấy là tăng có 4.000, coi như là số lượng rất là ok rồi đó. Thì tổng cộng số người chết ở trong nước Mỹ khoảng 83.664 người đã bị chết nha các bạn, và cái con số hồi phục đã tăng nhiều, đã tăng lên 299.000 người đã được hồi phục. Và cái hiện tại bây giờ nó đang active case, tức là những cái người mà đang được điều trị bây giờ đó là có khoảng 1.029.000 người đang bị nhiễm, và có khoảng đâu 16.473 ca đang bị critical, tức là serious critical, tức là bị nguy hiểm đó. Nguy hiểm tới mình á, là có khoảng 16.000 người, mà 16.000 người so với là cái số mà 1.029.000 người đang hiện tại đang bị đó, thì coi như là 16.000 người này coi như là con số rất là nhỏ. Nhưng mà các bạn đừng có ý, các bạn cũng phải ráng mà cố gắng để mà giữ gìn cho tay mình cho nó sạch sẽ nhé. Và bây giờ cái New York thì em không thấy nó tăng, đó là 348.000 người, cái đó là số không tăng, là coi như là mình mừng rồi. Là nó có cái hiệu quả, nó đang ngưng. Và tổng cộng số người chết ở bên New York là khoảng có 27.115 người đã bị chết nha các bạn. Và hiện tại bây giờ Cali của em có khoảng 71.046 người đã bị nhiễm, và có khoảng 2.882 người đã bị chết vì con COVID này. Và hiện tại Cali có khoảng 56.452 người đang bị active, tức là đang bị nhiễm đó. Và hiện tại bây giờ ở vùng là quận Cam, em chưa thấy cái số nó tăng lên, nó vẫn là 3.602 người đã bị nhiễm và 77 người đã bị chết. Và vùng Los Angeles có khoảng 33.180 người đã bị nhiễm và đã có 1.613 người đã bị chết. Vùng Riverside có 5.248 người đã bị nhiễm và có khoảng 225 người đã bị chết. Vùng San Diego có khoảng 5.161 người đã bị nhiễm
và có khoảng 190 người đã bị chết. Thì cái đó là cái tình hình hiện tại. Cái đó là cái tình hình hiện tại. Bây giờ em là cho em uống thêm tí xíu nước nữa. Bây giờ em thông báo một cái tin vui cho tất cả. Thì cái đợt mà đầu tiên mà gỡ ra 1.200 đó thì đa số ai cũng đã nhận được hết rồi. Thì cái đợt bây giờ đó là họ đã chuẩn bị gỡ ra cho 130 triệu người. Chứ không phải cho 130 triệu cái chi phiếu. Thì đó là tổng cộng khoảng đâu là 200 tỷ. 200 tỷ đó là tính ra là còn 130 triệu cái chi phí, cái issue 130 triệu cái, tức là 200 tỷ đô. Và có khoảng 20 triệu người đang chờ cái số tiền đó. Thì các bạn người nào chưa nhận thì sắp sửa sẽ được nhận nha. Trễ lắm là cuối tháng 6 này, là cái đợt này đó. Còn bây giờ thì như là ngày hôm qua trong quốc hội, bên đảng dân chủ Democrat là dân chủ đó, đã đưa ra cái ý kiến, propose ra cái ý kiến là sẽ cho thêm tất cả mọi người dân, công dân Mỹ, mỗi người, tất cả mọi người Mỹ thêm 1.200 đợt hai nữa. Tức là đợt đầu người nào lãnh rồi thì sẽ đợt có thêm đợt thứ hai nữa nha. Nhưng mà phải chờ thông qua mới được, phải chờ thứ sáu này họ sẽ nộp. Nếu mà được tổng thống ký thì mỗi người y hệt như cái luật cũ luôn, sẽ được 1.200. Nhưng mà nó bây giờ nó khác cái chỗ này một cái nè, là lúc trước đó là những người trẻ em dưới 17 tuổi là nhận được 500 đồng, phải không? Thì bây giờ đó không phải là 500 đồng nữa mà là 1.200 luôn nha các bạn. Bây giờ trẻ em dưới 17 tuổi sẽ nhận được 1.200, người lớn nhận được 1.200. Và trong gia đình, thí dụ như mình có 4 người thì hai đứa con dưới 17 tuổi đó thì sẽ nhận được 2.400, và hai vợ chồng sẽ được nhận được 2.400, nó là 4.800. Còn nếu như mà mình gia đình mình có 5 người mà có ba người con dưới 17 tuổi thì mỗi người con nhận được 1.200. Ba người con tức là 3.600 cộng thêm hai vợ chồng 2.400 nữa, tức là 6.000. Thì tối đa, như cái luật mới này mà sẽ được thông qua đó, thì tối đa một gia đình mà 5 người đó sẽ nhận được 6.000. Và cho dù mình có 6 người trong gia đình, thí dụ mình có 4 người con, mình cũng nhận được cái 6.000 thôi. Tại vì họ chỉ trả cho 3 người con thôi, chứ không có người thứ tư không có tính nha các bạn. Thì cái đó là một cái tin vui. Còn cái mà cái điều kiện á, thì nó cũng y như cũ. Dưới 75.000 một người, 150.000 cho 2 người, cho 2 vợ chồng. Thì nhưng mà kỳ này đó, thí dụ như mà thông qua đó thì các bạn sẽ nhận được nhanh hơn là cái đợt trước. Tại cái đợt kỳ này những người nào mà nhận rồi đó thì họ đã có cái hồ sơ sẵn hết rồi, họ không cần phải kiểm tra kiểm soát gì hết, họ chỉ cần bỏ trực tiếp thẳng luôn cho mình luôn. Thì cái đó là cái chuyện vui thôi. Nếu như mà được thông qua thì chắc các em nghĩ, nếu như mà thứ sáu mà được thông qua, mà được tổng thống ông Trump ký đó, thì có thể là tháng 6 mình sẽ nhận được cái số tiền này. Thì ai mà chưa nhận cái đợt đầu đó thì chắc tháng 6 này cũng sẽ nhận được cái chi phiếu. Và bây giờ hôm nay là ngày cuối cùng, hôm nay thứ tư ngày 13 tây rồi, tới 12 giờ trưa đó là ngày cuối cùng để mình đăng ký, để mình được nhận direct deposit của từ John bên IRS. Nhưng mà chắc bây giờ đã, các bạn nào chưa đăng ký chắc bây giờ chắc đã trễ rồi. Thì hiện tại bây giờ là bên em 9 giờ sáng, là còn khoảng 3 tiếng nữa để mình đăng ký với lại sở IRS. Còn khi mà cái clip này mà chiếu lên đó là trễ rồi, các bạn coi như là trễ rồi. Thì cái đó là một cái tin vui, rất là vui. Và còn một cái vui nữa, đó là thí dụ như mà cái package mà 1.200 này, cái lần thứ hai này đó mà được thông qua đó, thì các bạn đoán thử thôi cái tiền gì. Thì cái tiền thất nghiệp của liên bang cho 600 đồng đó sẽ được gia hạn tới tháng 1 nếu như mà được thông qua nha. Hiện tại bây giờ hình như là chỉ có tháng 7, tới tháng 7, gia hạn tới tháng 7 thôi là được trả tới tháng 7. Nhưng nếu như mà cái luật thứ 6 này mà được tổng thống ký, mà được thông qua hết á, thì sẽ cái tiền thất nghiệp 600 đồng một tuần đó là sẽ kéo dài cho tới tháng 1 năm 2021 nha các bạn. Thì cái đó là một cái tin vui, tin rất vui luôn. Thì hy vọng thứ 6 này sẽ là có một cái lịch sử thứ hai. Nhưng mà em nghĩ cái cơ hội mà mình lãnh thêm cái tiền mà 1.200 thứ hai đó, lần đợt thứ hai đó, nó sẽ cao hơn là lãnh 2.000 một tháng.
Tại vì cái luật mà cho mỗi gia đình, mỗi đầu người mà 2.000 một tháng đó, mà trên 16 tuổi đi làm dưới 130.000 một năm đó, thì cái đó nó sẽ chi phí nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì mỗi người đều được 2.000 hết thì chi phí nó rất là cao, và cái đó sẽ cho tới mỗi tháng cho tới 6 tháng. Và trong cái điều lệ đó thì họ sẽ xin luôn cho mình cái tiền nhà nữa. Mình không cần phải trả tiền nhà nữa, cho nên cái cơ hội mà để mà thông qua cái luật mà 2.000 mỗi người một tháng đó thì cơ hội nó thấp hơn là cái cơ hội mà được 1.200. Thì em hy vọng rằng thứ sáu này sẽ có những cái thông tin tốt đẹp. Có chuyện gì thì có những cái tin gì mới hoặc là cái gì đó em sẽ cập nhật cho các bạn biết thêm nhé. Còn ai mà chưa có một lần nữa, ai mà chưa nhận được 1.200 đó thì mà nhận bằng chi phiếu á, thì bắt đầu hình như là ngày mình nghĩ chắc chắc 13 tây là ngày hôm nay, vậy là bắt đầu ngày mai có thể là họ gỡ ra những cái chi phiếu đó, thì chắc lẽ trong vòng tới cuối, trễ lắm là cuối tháng 6 thì các bạn sẽ nhận được nhé. Các bạn cứ yên tâm. Một lần nữa, các cô chú bác nào mà nhận SSI, SSA, tiền hưu của chiến binh hay là của chồng mình gì đó, thì các cô chú sẽ nhận được cái số tiền 1.200 nhé. Thì họ sẽ cho tất cả mọi người. Thì không cần phải khai thuế mới mới được nhận đâu nha các bạn. Còn hy vọng rằng một lần nữa em hy vọng rằng thứ sáu này sẽ là một ngày làm lên lịch sử lần thứ hai, để cho chúng ta có một cái cơ hội, có một cái đồng tiền thu nhập vô cho nó tốt hơn. Thì bây giờ có rất là nhiều người họ xin tiền thất nghiệp nhưng mà bị từ chối, chứ không phải cái người nào xin cũng được nhận hết đâu nha các bạn. Tại vì cái số 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 lượng thất nghiệp bây giờ đó họ quá lên cao đi, 30 mấy triệu người xin đơn thất nghiệp, thì cái đó là phải nói là một con số rất là khổng lồ từ xưa đến giờ. Cho nên hy vọng rằng bên bên dân chủ sẽ giúp đưa ra những nhiều ý kiến hay hơn để mà giúp cho chúng đức giúp cho dân dân Mỹ sẽ có một ngày tốt đẹp hơn. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và nếu như các bạn có yêu thương em thì hãy tặng em một cái đăng ký và bấm like để theo dõi, và nhớ bấm luôn cái chuông để theo dõi luôn nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.